Xin chào các bạn, mình là Mai Anh, là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình Thiếu Nhi Nghệ An hôm nay. Và ngày hôm nay, Mai Anh muốn chia sẻ với các bạn về một lớp học rất đặc biệt, một lớp học dành riêng cho các bạn phải thường xuyên điều trị và chữa bệnh tại Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Nghệ An. Vì sao các bạn cùng lứa tuổi chúng mình lại không thể đến trường? Và vì sao lại có một lớp học đặc biệt như thế này ở trong bệnh viện? Ngay sau đây, các bạn hãy cùng Mai Anh đến với lớp học Chấp cánh ước mơ và cùng tìm hiểu nhé! Đây là gia đình của mình, có bố mẹ mình và ba anh em. Mình tên là Vinh, năm nay mình 11 tuổi. Em trai tên là Cường, năm nay 8 tuổi và có một người em gái hơn 1 tuổi. Hai anh em mình đều mắc bệnh về máu và cũng vừa kết thúc đợt điều trị ở Trung tâm Huyết học Nghệ An. Hai anh em mình đều mắc bệnh hemophilia. Nghe lạ phải không nào các bạn? Bác sĩ bảo đây là bệnh di truyền. Hai anh em mình chẳng dám chạy nhảy, chơi đùa mạnh như các bạn khác vì căn bệnh này rất khó cầm máu khi bị tổn thương. Nặng thì xuất huyết ở trong cơ thể hoặc xuất huyết não, lại còn thường xuyên tái phát. Vì thế cả hai anh em mình đi viện nhiều hơn là ở nhà. Cả hai anh em thấy chắc rồi thì cũng được. Lên lớp 4 thời gian mà học có lẽ 5 số tháng đấy đó, mà học mấy được tháng này. Nghỉ suốt, tuần học 6 hôm thì học được hôm 1 tháng, 30 ngày thì học mấy được dặm ngày chứ không. Nhưng 2 tháng nó đi học này. Ở viện nhiều nên việc học của anh em mình vì vậy mà bị gián đoạn. Những ngày được đi học, được đến trường với hai anh em mình chỉ tính theo từng ngày. Dù rất muốn được đi học thường xuyên như các bạn, nhưng với chúng mình là điều không thể. Cơ thể mang bệnh đã là một điều không may mắn, nhưng không thể đi học thường xuyên là điều mà mình và các bạn mắc bệnh ở đây buồn nhất. Mong muốn là được thôi chân đi học với các bạn, theo đuổi kịp các bạn, đi học rồi. Sau mỗi đợt điều trị, chúng mình đều phải dành nhiều thời gian để đi học, đuổi kịp bài học với các bạn trong lớp. Nhưng những lần phải vào viện liên tục, ít thì 10 ngày, còn lâu thì cả tháng. Có khi chúng mình còn chưa kịp học hết bài cũ, đã phải nhập viện tiếp. Vì thế, thuốc, kim tiêm với chúng mình quen thuộc như sách vở và bút. Được đi học, được chạy nhảy, được đá bóng mỗi buổi chiều là điều rất bình thường, nhưng là ước mơ với chúng mình. Nhưng các bạn biết không, trong những lúc khó khăn, cả những đau đớn như vậy, chúng mình lại thấy chúng mình có rất nhiều may mắn và nhận được nhiều yêu thương. Trẻ em thì như bướm trên cành, và chính trẻ em là cái mầm non, là cái tương lai cho đất nước. Tuy nhiên, trong y học có những cái bệnh lý, trong cái số các cái nhóm bệnh lý thì có cái bệnh thalassemia, hay còn gọi là bệnh tan bạo bẩm sinh. Các em từ khi sinh ra là các em đã mang trong mình cái căn bệnh này. Vì thế cho nên là cuộc đời các em gắn liền với cái sự truyền máu và gần như gắn liền với bệnh viện. Các em đến trường chưa ấm ghế đã phải đến viện. Và đây chính là lớp học đặc biệt của chúng tớ. Chúng mình gọi đó là lớp học Chấp cánh ước mơ. Lớp học ở ngay trong bệnh viện. Đây là lớp học được các y bác sĩ tổ chức để cho chúng mình vẫn duy trì được các bài học khi đang trong thời gian điều trị. Không chỉ học thôi đâu, một số hoạt động ngoại khóa vui vẻ chúng mình cũng được tham gia đấy. Những thầy cô giáo là tình nguyện viên đến đây để dạy cho chúng mình. Các bạn thấy không, dù là ở viện, nhưng đó không chỉ là ngôi nhà thứ hai của mình, mà còn là ngôi trường, là niềm vui nữa. Mình biết đến lớp học Chấp cánh ước mơ từ một người bạn của mình cũng đang điều trị tại đấy. Trong quá trình các cháu tham gia để điều trị bệnh thì các cháu sẽ bị gián đoạn trong quá trình học tập, dẫn đến việc là các cháu không có điều kiện phát triển toàn diện giống như bao bạn nhỏ khác. Vì thế cho nên là mình muốn đưa cái môn năng khiếu múa đến để truyền đến cho các con, khiến các con vui hơn và có thêm niềm vui trong cuộc sống. Điều thú vị là lớp của chúng mình có đủ độ tuổi, bậc học. Các bác sĩ trở thành những thầy cô rất đáng yêu của chúng mình. Mỗi ngày các bác sĩ điều trị gần 500 bệnh nhân, nhưng vẫn dành thời gian lên lớp buổi tối. Nên với chúng mình, các bác sĩ như những siêu nhân áo trắng đặc biệt.
cầu rồi, chính xác. Vì các cháu là ở địa phương các cháu cũng học văn hóa, thế nhưng mà cái thời gian vào viện thì là cứ mỗi lần điều trị là khoảng 10 ngày, cho nên cái thời gian học văn hóa ở địa phương nó bị gián đoạn. Nên là cái lớp học mở ra thì cái mục đích là bổ túc kiến thức cái phần gián đoạn đấy các cháu. Chúng mình còn được dạy học tất cả các môn học như ở trường, còn được làm thí nghiệm rồi dạy các kỹ năng sống. Hai anh em mình ở Hoàng Mai, còn các bạn có người ở miền núi Quế Phong, Tương Dương, nhưng đều như một nhà vậy. Có lớp học này, chúng mình tự tin hơn mỗi khi về lại trường để đi học cùng với các bạn. Ở lớp học thì có nhiều độ tuổi khác nhau và có nhiều cấp học khác nhau. Thì là ngoài cái việc soạn giáo án đối với nhà mình thì cũng rất là khó khăn. Cho nên là nhà mình sẽ phối hợp cùng với này các cái giáo viên tình nguyện soạn giáo án theo từng độ tuổi, từng lớp học và sẽ bổ túc thêm kiến thức cho các bạn khi các bạn trong quá trình thời gian nằm viện. Thì nhà mình sẽ kết nối với lại các trường mà các bạn đang tham gia học hoặc là thông qua kênh của phụ huynh, thì nhà mình sẽ phối hợp với lại thầy cô và bổ túc kiến thức cho các bạn. Thì đối với cái việc mà tham gia cái lớp học này ấy, thì là nói thật sự là nó cũng gọi là khá là tốn nhiều thời gian của cá nhân và thời gian rảnh của cá nhân. Cho nên là nó cũng một phần nào đấy ảnh hưởng đến cái cuộc sống gia đình. Thế nhưng mà bởi vì là những cái việc này thì hầu như là gia đình, trong gia đình ai cũng ủng hộ cả. Kể cả cơ quan, đồng nghiệp hay là bệnh nhân, người ta đều hưởng ứng và ủng hộ. Cho nên là cái đấy là cái động lực để các y bác sĩ có thể gọi là tiếp tục cố gắng hy sinh cái thời gian của bản thân, hy sinh công việc của mình để dạy học và hỗ trợ cho các cháu. Ngoài những thầy thuốc, những y bác sĩ đặc biệt tận tâm và nhiệt tình thì còn có các thầy cô giáo tình nguyện viên tham gia dạy học trong lớp học này nữa. Và trong đó có một thầy giáo khá đặc biệt trong lớp học Chấp cánh ước mơ này. Thầy là một người không được may mắn nhưng thầy đã lan tỏa tình yêu thương đến lớp học đặc biệt này. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi thầy và các học trò nhỏ trong lớp học này nhé. Ở lớp học Chấp cánh ước mơ của chúng mình cũng có những em nhỏ chưa được đi học, chưa biết đến con chữ. Vì khi đến đây, tất cả đều được các y bác sĩ, các thầy cô giáo tình nguyện của lớp học chỉ dạy, tập vẽ, tập viết cẩn thận. Lớp học của chúng mình có thầy Cường, là một tình nguyện viên lâu năm trong công tác dạy học cho các lớp học đặc biệt. Thầy rất nhiệt tình và nhẹ nhàng dạy dỗ. Lớp chúng mình ai cũng yêu quý thầy. Mình đến với lớp học Chắp cánh ước mơ thì mình dạy về tiếng Việt và toán cho các em. Khi đến với cái lớp học thì các bạn cảm thấy là được học giống như ở trên lớp của mình. Và mình dạy các bạn thì là từ thứ hai đến hết tuần luôn. Là mình thì được các bạn cứ gọi mình là thầy chủ nhiệm. Tranh thủ trước giờ truyền máu hay khi rảnh rỗi, các bạn đều tự giác mang sách vở ra học và làm bài tập. Có những bạn còn hướng dẫn lại cho ông, bà học chữ nữa đấy. Mặc dù là đi chữa bệnh, nhưng chúng mình không bị bỏ dở các bài học, vẫn được học đều mỗi ngày. Đây là điều mà trước đây với chúng mình chỉ là mong ước. Các y bác sĩ không chỉ là những người cứu sống, duy trì sức khỏe cho chúng mình, còn là những thầy cô giáo nuôi dưỡng tri thức và tâm hồn cho chúng mình nữa. Với tất cả sự biết ơn, chúng mình chỉ biết chăm chỉ học tập, vui vẻ và cùng nhau học thật tốt. Đến đây thì cũng rất cảm ơn. Thứ nhất là các bác sĩ ở đây. Thứ hai là như là có nhà tài trợ và có cô, có thầy giúp đỡ con cháu cũng có học, có hành. Và lớp học đặc biệt cũng là nơi mà chúng mình yêu thích ngoài giờ học mỗi buổi tối. Chúng mình có thể đến đây học bài, đọc truyện hay tập tô màu, vẽ tranh. Lớp học cũng giống như một thư viện lớn của chúng mình. Sách vở học tập của chúng mình khi ở viện được các y bác sĩ và các nhà tài trợ cung cấp. Chúng mình chỉ việc đi chữa bệnh và học tập thật tốt mà thôi. Vừa đi học và vừa điều trị thì con thấy rất là vui.
Vì ở lớp học có các bạn và các thầy giáo, cô giáo quan tâm con. Các cô, các bác sĩ giải bài cho em rất là dễ hiểu. Con thích nhất là môn tiếng Việt, môn vẽ. Khi con đi học và chữa bệnh, con không thấy mệt, con thấy rất là vui. Vì đến đây có rất là nhiều môn học và các bạn và thầy cô rất là yêu thương con. Với chúng mình, viện cũng là nhà. Và bây giờ, chúng mình đã thấy vui hơn khi viện cũng là lớp học nữa. Sự quan tâm của các y bác sĩ, của các thầy cô giáo tình nguyện viên đã cho chúng mình cảm nhận được sự nhân ái, quan tâm và chia sẻ. Cho chúng mình thêm nghị lực để vượt qua bệnh tật. Cho chúng mình luôn được sống vui vẻ và hướng đến những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống. Các bạn thân mến, chúng ta luôn hiểu rằng máu là sự cần thiết đặc biệt đối với cơ thể sống. Với một người mắc bệnh lý về huyết học thì máu chính là cơ hội duy nhất để họ có thể được sống tiếp và sống khỏe. Vì vậy, những hoạt động hiến máu nhân đạo không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà nó còn thật sự cần thiết cho sự sống của những người đã mắc bệnh về máu. Tuy nhiên, chúng ta chưa đủ tuổi để có thể hiến máu đâu các bạn nhé. Phải đủ từ 18 tuổi và đủ một số điều kiện nho nhỏ nữa thì chúng ta mới có thể hiến máu. Nhưng các bạn hãy luôn là những tuyên truyền viên nhí để mọi người hiểu thêm về hiến máu và luôn đồng hành cùng hoạt động này nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Mai Anh hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.